Sau nhiều thông tin đồn đoán, cuối cùng thì vào hôm 27 tháng 12 vừa qua, Hyundai Tucson 2022 cũng đã chính thức ra mắt để phục vụ nhu cầu mua sắm cuối năm của khách hàng Việt. Mẫu crossover cỡ C này có 4 phiên bản khác nhau và được nâng cấp đáng kể từ trong ra ngoài, đi kèm với đó là giá bán cũng tăng lên. Tuy nhiên, theo đánh giá chung, với những nâng cấp của Hyundai Tucson 2022 thì mức tăng giá này là khá phù hợp. Bên cạnh đó, nếu so sánh với những đối thủ như Honda CRV, Mazda CX-5 hay Subaru Forester, Hyundai Tucson 2022 vẫn sở hữu giá bán có phần rẻ hơn. Điểm thay đổi dễ nhận thấy nhất trên Hyundai Tucson 2022 chính là ở kích thước. Cụ thể, kích thước tương ứng của xe là dài 4.630 mm, rộng 1.865, cao 1.695 mm. So với thế hệ trước, Tucson 2022 dài hơn 150 mm, rộng hơn 15 mm và cao hơn 35 mm. Trong khi đó, chiều dài cơ sở đạt mức 2755mm, tăng 85mm. Khoảng sáng gầm của Hyundai Tucson 2022 cũng đạt mức 181mm. Phần đầu xe được thiết kế mới với lưới tản nhiệt tràn viền, hòa lẫn, cùng dài đèn LED định vị ban ngày được đặt tên là Parametric Duo Hidden Lights. Trong khi đó, cụm đèn chiếu sáng LED được đặt thấp bên dưới, tương tự người anh em Santa Fe. Xe mang trên mình ngôn ngữ thiết kế sensor Ostotize nên có nhiều mảng miếng cắt gọt chạy suốt từ đầu đến đuôi xe, tạo nét cá tính riêng. Tuy nhiên, với những ai chưa quen thì có thể thấy khá rối mắt. Tucson 2022 có nhiều lựa chọn về vành, từ 17 in đến 19 in. Ngoài ra, cảm biến áp suất lốp cũng là trang bị có sẵn trên tất cả các phiên bản của mẫu xe này. Xe còn được trang bị camera 360 độ và cảnh báo điểm mù trên gương. Chạy dọc thân xe là viền mạ bên giờ thể thao hơn viền mạ chrome. Triết lý thiết kế Parametric Duo Hidden Lights tiếp tục xuất hiện ở đèn LED hậu với những họa tiết tương tự như đầu xe. Giải đèn LED nối dài hai bên đuôi xe cũng tạo điểm nhấn nhận diện thương hiệu rất tốt cho Tucson 2022. Mẫu xe này có khoang hành lý rộng rãi bậc nhất phân khúc cùng, với cửa cốp sau có thể đóng mở tự động thông minh. Không gian nội thất bên trong Hyundai Tucson 2022 thay đổi mạnh với những đường nét mới và ngập tràn tiện nghi hiện đại. Vô lăng mới trên Hyundai Tucson 2022 gợi nhớ đến thiết kế của Audi. Phía sau vô lăng là màn hình kỹ thuật số kích thước 10.25 in. Trên vô lăng phiên bản đặc biệt và cao cấp sẽ có hệ thống kiểm soát hành trình chủ động, cũng như hỗ trợ giữ làn đường. Đây là một phần của gói an toàn thông minh Hyundai Smart Sense. Ngay cả thiết kế tay nắm cần số, cũng khiến nhiều người liên tưởng tới cần số của Audi. Tuy nhiên, ở phiên bản cao cấp, xe sẽ được trang bị nút bấm chuyển số CBIR. Về các tiện nghi an toàn, Hyundai Tucson 2022 có phanh tay điện tử, phanh thông minh tự động, cảm biến va chạm, hỗ trợ xuống dốc, camera 360 độ. Một điểm nổi bật nữa của Hyundai Tucson 2022 chính là hàng ghế trước điều chỉnh điện hoàn toàn và bốn cửa kính đều đóng mở một chạm. Ở vị trí trung tâm là được trang bị hệ thống giải trí, điều khiển với màn hình kích thước 10.25 inch cùng các nút bấm cảm ứng. Điều này mang lại sự hiện đại cho không gian bên trong xe nhưng đáng tiếc vẫn không có phản hồi dung để tăng cảm nhận cho người dùng. Sạc không dây chuẩn kỳ, dàn âm thanh Bose cùng cổng 12V công suất 180W cũng là những tiện nghi đáng chú ý. Nhờ chiều dài cơ sở tăng mạnh nên hàng ghế thứ hai có không gian rất thoải mái. Thêm vào đó là tựa lưng phía sau có thể điều chỉnh hai cấp độ để tăng thêm sự đa dụng. Cửa gió điều hòa phía sau cùng cổng sạc USB là những tiện nghi cho người ngồi ở hàng ghế 2. Xe có 3 tùy chọn động cơ bao gồm máy xăng 2 lít, máy dầu 2 lít và máy xăng tăng áp 1.6. Tuy rằng dung tích không thay đổi so với đời cũ nhưng cả ba động cơ này đều được nâng cấp lên hệ Smartstream và cải thiện nhẹ về sức mạnh. Trong đó, máy xăng 2 lít sản sinh công suất tối đa 163 mã lực và mô men xoắn cực đại 192 Nm, đi kèm hộp số tự động 6 cấp. Máy dầu 2 lít phối hợp với hộp số tự động 8 cấp có thông số tương ứng là 183 mã lực và 416 Nm. Trong khi đó, Động cơ xăng tăng áp 1.6 lít sử dụng hộp số ly hợp kép 7 cấp DCT, cho công suất tối đa 178 mã lực và mô men xoắn cực đại 265 Nm. Đặc biệt, Hyundai Tucson 2022 còn được trang bị hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian giống Santa Fe. Hyundai Tucson 2022 có giá bán giao động từ 895 triệu đến 1 tỷ lẻ 30 triệu. Xe cộ, xxxx.